Rồi con xin chào các bác đã trên toàn quốc luôn. Hôm nay con có mớ đầu linh tinh với cây sườn 7MC nha. Con đưa mấy bác tham khảo, mấy bác nào thấy được alo nha. Đầu vô giới thiệu cho mấy bác cặp bánh nha. Cặp bánh 7MC nha các bác. Đùm vô test chơi y nha. Niền là niền Đài Loan luôn nha. Cam sắt. Cái niền này thì rất là dày nha các bác. Dày, cực kỳ dày luôn. Gảnh, cho quấy luôn ha. Bên trước nha. Chạy ngon lạnh lắm nha các bác. Tay quay bằng nhôm luôn ha. Đây bánh xào nữa ha, cũng là do anh test chơi y luôn ha. Này ở sau xài cốt dặn nha. Nhìn cũng là nhìn nhôm căm sắt. Có dao quang vậy nè. Trên này có cái clip Shimano China luôn nha các bác. Clip Shimano China luôn. Rồi vỏ cuộn thì ngon lạnh luôn nha, chứ việc xài thôi nha. Đó, rảnh sao không vậy nè. Rồi cặp bánh này con giao lưu là 1 triệu 100k bao ship nha. 1 triệu 100k bao ship, bạn nào thấy được alo con. 7MC nha. 1 triệu 100k bao ship. Rồi con có gạt dĩa xăng tua nha. Rồi gạt dĩa cổ nha các bác. Gạt dĩa cổ nha, lắp 328 28.6 nha. Nước xì được thấy con được nè. Chưa vệ sinh mà thấy con sáng nha. Con chưa xét. Mới lên nhà băng nha. Rồi cái gạt dĩa này con giao lưu là 200k bao ship nha. Đó, xài ngon lạnh ha. Rồi cái đèn xăng tua cổ luôn nha. Đây này, nước xì đồ đẹp nha các bác. Cái xe đầu riêng hết nha. Rồi cái đề này con giao lưu là 400k bao ship nha. Rồi bác nào thấy được alo con ha. Rồi con có tay sân tua luôn ha. Cái này tay cuộn nha các bác. Cái này có lỗ nè. Cái này cho lỗ bắt cắn phụ được nè. Da này thì cũ rồi nha. Nói chung là còn thấy còn lành lặn nhưng mà nó không có đẹp đâu. Nhôm thắng này đẹp ha. Có quăng quăng nè. Mấy loại mà có vân vân vậy là cái loại này nó cũng cao cấp nha. Rồi bộ này con giao lưu là 300k bao ship nha. Nút nít tôi ghi hết nha. 300k bao ship. Mấy nó phải được alo còn. Ngon cặp đi đan luôn nha. Cặp đi đan nhôm nha các bác. Đó. Con đạn ngon lạnh nha. Này hàng Đài Loan nha các bác. Đài Loan theo xe nha. Rồi xài ngon lạnh nha. Nắp nít đầy đủ hết nè. Rồi capita này con giao lưu là 250k bao ship nha. Rồi bác nào thấy được alo còn mình nhôm nha. Rồi còn cái con tăng này sơn đen nè. Cúc tôm nha. Cây này dài nha các bác. Cây này dài dữ lắm, dài nha. Đó, cái này dài gần cái gan nè. Đó. Rồi cây này có chuông luôn ha. Rồi cái này con giao lưu là 430k một ship nha. Nó sơn đen nha. Nó có gì tẩy hình như nước nhôm đẹp nha. Rồi chục giữa bạc đạn nha các bác. 29.5 ha, C29.5. Nhưng 100 ố này 124.5. Cái này xài cho xe Nhật nha các bác. Bạc đạn lạnh ha. Rồi cái này con giao lưu là 200k bao ship luôn nha. 200k bao ship nó được alo con. Còn con có tay lốc sân tu cổ nha. Cái này không có kêu nha. Nắp tiết từ sáng giới nha. Cái này làm theo kiểu Pháp nó có nắp đậy rồi ha. Rồi cái sân tua này con giao lưu là 400k bao ship nha. 400k bao ship. Bác nào được alo con. Rồi con có ba ga bằng nhôm nha, lắp xe Nhật nha các bác. Đó, ba ga này thì bằng nhôm hàng nha. Này lắp 36, 38 được hết nha. Này bắt vô hai cái đũa xào nha. Tăng vô được nha.
Rồi cái bài gà này là 430 gram ship nha. 430 gram ship cho cái bài gà này, bạn nào thấy được alo con ha. Rồi còn có cây đồng, bông cây đồng ha, cây đồng nè. Hình sư tử nha. Bông lúa nha. Đó. Cái này là Tokyo nha. Cái cây này kiểu quảnh lên nè, quảnh lên nha. Quảnh lên hai bên nè. Rồi bẹt ra nữa ha. Cây này kiểu nó vậy ha. Cây này 41 nha các bạn, 41. 41. Rồi cây này con giao lưu là 350 cây ship. Đó. Rồi con cặp đùm soga này luôn, cặp đùm soga có 8-9-10 nha. Mắt hình da bằng ha, có này cái cặp đùm này là con giao lưu là 500k bao ship nha. Cái được cặp đùm soga có 8-9-10 nha, 36k. Chữ nghĩa đầy đủ nha. Tay quay bằng nhôm luôn nha, cái trước con để lộn, lấy lộn, lấy lộn cái sau. Rồi bác nào thấy được alo con nha. Rồi con giới thiệu cho các bác một cây sườn 700c chuyên nghiệp luôn nha. Này là của hãng Tanger nha. Cái sườn này rất co đẹp nha, dài nha. Kiếm dây xẹ đặc trưng nha. Dán cổ này nó dính sơn nè, dính sơn nè. Cái kiếm nè. Đóng chữ là đàng hoàng thì đủ hết nha các bạn. Đó, Shimano ha. Đóng Shimano ha. Nói chung là nước sơn con này không được đẹp không nha, bình thường nha. Cái sườn chuyên nghiệp nha. Nói chung là có viên ngon lạnh nha, đẹp lắm ha. Tem bãi được ngon lạnh nha. Muỗng sậu luôn nha các bạn. Đuôi nè. Ốc căng đưa rồi ha. Ở dưới này sọt dây qua luôn ha, không có cái nha. Đây chân cái này còn đẹp nè. Mình dính ba cái sơn cái đồ ha, cái này nè. Nó rồi giữa ngon lạnh nha. Mình sẽ bắt bánh vô khúc nha các bạn. Cái sườn này cao cũng tầm 50-52 nha coi. Đó. 52 tầm 52 đó. Rồi bác nào mua được đo chính xác rồi chà. Rồi sườn này con giao lưu là 2.400k một ship nha. 2.400k một ship cho cái sườn này nha. Bác nào thấy được alo con luôn. Rồi. Tổng thể ha, muỗng sâu ha. Rồi bác nào thấy được alo con. Hôm nay con có mới gì đó, bác nào thấy nào được alo cái đó. Con xin chào các bác.